Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị thống nhất triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2024 đối với các xã Ngọc Mỹ, Sải Sơn, Phú Mãn, Ngọc Liệp, Cần Hữu, Liệp Tuyết, Tân Phú, Phượng Cách, Nghĩa Hương, Tân Hòa và Đại Thành. Sơ bộ đánh giá hiện nay, các xã có kế hoạch về đích nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao năm 2024 như xã Sải Sơn, Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp, Cần Hữu và Phú Mãn đã và đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí và chuẩn bị lấy ý kiến sự hài lòng của người dân để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu theo đúng kế hoạch. Các xã còn lại được bổ sung về đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025 đang tích cực rà soát lại các tiêu chí để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu theo đúng lộ trình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương cần rà soát đánh giá lại các nội dung, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để xác định mục tiêu nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, giao tiêu chí cụ thể phải hoàn thành trong năm 2024. Huy động nguồn lực, đặc biệt là phát huy nội lực từ nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung tiêu chí, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Các phòng ban ngành tập trung chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các địa phương thực hiện các nội dung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung huy động đa dạng hóa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, tập trung hoàn thành các tiêu chí giáo dục, môi trường, giao thông, thu nhập. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã về đích nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025, rà soát đánh giá lại các tiêu chí, có giải pháp đảm bảo các tiêu chí đáp ứng quy định mới, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng môi trường sống ở nông thôn, phù hợp với nhu cầu sử dụng và nguồn lực huy động, tránh dàn trải lãng phí gây phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Thưa quý vị và các bạn, huyện Quốc Oai vừa có công văn về việc dừng tổ chức cuộc đấu giá đất đối với 39 lô đất tại thôn Yên Quán, xã Tân Phú. Toàn bộ những khách hàng đã nộp tiền đặt trước sẽ được trả lại cọc. Cụ thể, sau khi rà soát cập nhật, điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo phù hợp theo quyết định số 61 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các quy định hiện hành, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã dừng để hoàn thiện một số thủ tục liên quan. Việc tiếp tục tổ chức đấu giá sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và sẽ được thông báo công khai khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Những người đã mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc trước, tham gia đấu giá đất của phiên này sẽ được trả lại khoản tiền mua hồ sơ và tiền đặt cọc trước đã nộp theo quy định. Theo thông báo trước đó, các thửa đất được đưa ra đấu giá tại thôn Yên Quán có diện tích 73-114m2 trên lô, với giá khởi điểm 4,7 triệu đồng trên mét vuông. Phiên đấu giá được dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 10. Sáng nay, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K71A12 năm học 2024-2025 Học viện Chính trị khu vực 1 do đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, giảng viên chính, khoa lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực 1 làm trưởng đoàn đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác quốc phòng quân sự địa phương tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai. Sau khi thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quốc Oai đã trao đổi với đoàn công tác những nội dung liên quan đến công tác quân sự quốc phòng địa phương, như xây dựng lực lượng dân quân thường trực, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, công tác hiệp đồng phối hợp với các lực lượng có liên quan trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng lực lượng chính quy, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới trên địa bàn huyện.
Chương trình tham quan học tập công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai là hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu cho đoàn cán bộ giảng viên, học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K71A12, Học viện Chính trị khu vực 1 năm học 2024-2025, học hỏi kinh nghiệm của đơn vị về công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, qua đó làm cơ sở, phục vụ cho quá trình giảng dạy học tập tại học viện, cũng như vận dụng trong quá trình công tác tại đơn vị sau khi ra trường. Năm 2024, huyện Quốc Oai có tổng số 24 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, trong đó có 18 hộ được xây mới và 6 hộ sửa chữa nhà ở. Hiện nay cả 24 hộ đã hoàn thiện xong, đủ điều kiện bàn giao sử dụng. Quá trình triển khai chương trình xây sửa nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo rất thuận lợi do kinh phí hỗ trợ được ứng trước, lại có thêm sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể và cộng đồng dân cư. Mức kinh phí hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 100 triệu đồng trên một hộ. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng và quỹ vì người nghèo cấp huyện, cấp xã 20 triệu đồng. Mức kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 60 triệu đồng trên một hộ, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng và quỹ vì người nghèo cấp huyện, cấp xã 10 triệu đồng. Việc xây mới sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thực sự là công trình trong lòng dân, góp phần hoàn thành một trong các mục tiêu của chương trình số 8 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.